quẻ này là quẻ trạch địa tùy mà đồng hào 4 ra thủy địa tỵ. À, chỗ này có vong. Đúng không? Đầu tiên là khẳng định luôn là cái gara này là đang có vong này. Rồi, cái thứ hai nữa là trong số các vong này á, và thậm chí là nhiều vong. Nhiều vong ở đây có nghĩa là hai trở lên. Đúng không? Tùy là tù giả là tù tập, cho nên là phải ít nhất là cũng phải hai người. Cái thứ ba là trong hai người này sẽ có một người lớn tuổi hoặc là khá lớn tuổi. Tức là ít nhất á, ít nhất trong nhóm này, bởi vì quẻ tỷ là lớn. À, tỷ là lớn cho nên là một số có người cũng phải có trong trong những cái bàn đang ở đây sẽ có bàn là tỷ. À, sẽ có bàn là tỷ là khá là lớn. Và đang nghi ngờ là cái bàn mà lớn lớn đó là phụ nữ. Cái này là đang nghi ngờ nha, chưa dám chắc nhưng mà bàn đó là nữ. À, và nói luôn là bàn đó đang có vẻ theo em. À, thầy đừng có nói bạn đang ngồi đằng sau. Tức là theo ở đây không có nghĩa là gì, không có nghĩa là theo thế cái chuyện kia, nhưng mà ý nghĩa là hỏi theo mình nhá. À, à, họ đi theo mình thôi chứ cũng có gì, được chưa? Rồi, phù màu thổ nên là thổ mà tuất là ngày này là ngày thân tháng tuất, như vậy ở đây là tử tôn đồng hóa hồi đầu sinh mà lâm bạch hổ. Rồi tiếp, dương là bên trái đúng không? Như vậy bên trái nha, đứng tự nhìn ra là sẽ có chỗ để đồng nước đúng không? Có không? Đúng không? Bên trái nhà từ bên này nhìn ra đúng không? Đúng rồi, đây nhìn ra nằm bên trái. Có. Sẽ có chỗ nó đang tù nước đồng nước lại. Có. Mấy cái đầm nước đó thì nó có mấy cái lỗ. À đúng rồi, lúc này nói là cái sàn này nó hơi dốc qua bên trái chút xíu để nó gom nước đây này. Đúng rồi. Ok. Nói chung là có mấy hô gà đó. Nước xuống hô gà thì nó còn đó. Rồi, ở đây mọi người sẽ thấy thế tài ở đây là Mão đúng không? À, thế tài ở đây Mão mà gặp tháng tuất là như phải là nhị hợp không? Dạ đúng. Rồi mà gặp ngày thân thì phải ngày khắc vào không? Gặp tháng tuất nhị hợp thì có nghĩa là tiền vẫn kiếm được. Nhưng mà bị khắc thì có nghĩa là có bị hao. Mà trong cái nhị hợp á đúng không? Có phải là tài này đang nhị hợp với tuất? Đúng không ạ? Dạ. Thì điều này có nghĩa là gì? Coi chừng là một là gì? Tiền bạc nó sẽ bị trói buộc, nó bị níu, nó bị vướng. Hai là nhị hợp với tuất mà lâm phù màu là gì? Đang có vay ngân hàng. Đúng không? Đang có vay nợ. Hoặc là người ta đang nợ mình. Hai trường hợp đó sẽ xảy ra. À, bởi vì tài mà lâm nhị hợp là nó sẽ như vậy. Rồi chủ nhà phản hồi xem thử đang cho người ta vay hay là đang vay ngân hàng. Vay để làm xưởng hay thì nói chung là đang mắc nợ thì có nghĩa là đang vay. Mắc nợ thì cũng có. À rồi. Người ta nợ thì nhiều hơn. À, người ta nợ mình nhiều hơn đúng không? À, nói chung là dính luôn cả hai đúng không? Bởi vì tài đây đang nhiều. Nhưng mà nói chung là yên tâm, bởi vì từ tốn đồng mà hóa hồi đầu sinh. Thì cái xưởng này từ từ làm sẽ ok thôi. Không có vấn đề gì về cái đó. Nhưng mà có một điều mọi người cần phải lưu ý ở đây là từ tôn đồng thì nó lại xung thế. Đúng không ạ? Từ tôn hồi thủy đồng, hỏa hồi đầu sinh thì nó lại xung thế. Như vậy nó xung thế mà từ tôn là ai? Nhân viên. À, từ tôn là mấy nhân viên á. Yeah. À, mà nó xung thế là xung em á. Yeah. Đúng không? Cho nên là nó xung thế ở đây có nghĩa là gì? Mấy nhân viên ở đây không có ổn đâu. Dạ. À, càng quẻ dịch nó cũng đã thể hiện điều đó luôn rồi đúng không? Lúc này là 10 phong thủy còn giờ là đang quẻ dịch. À, như vậy là nhân viên ở đây nói xung mình thì có nghĩa là gì? Đôi lúc mình còn dưới cớ nó. Dạ. À, kiểu giống như em là hậu thế lâm câu trần thì có nghĩa là cũng hơi thật. Dạ. À, cái kiểu mình hơi thật, hơi mềm, thành ra là nhân viên coi chừng nó leo lên trên đầu. Dạ đúng rồi. À, nhưng mà hiện tại nó cũng chưa leo được nhiều đâu. Yeah. Nó mới leo sơ sơ thôi. Bởi vì mình đang lâm không thì mình tránh được cái sung. Yeah.
đúng không? Cho nên là nó chỉ leo sơ sơ cho chưa phải là leo quá đáng lắm. À, nhưng mà từ từ coi chừng là nó leo thật đấy. Cỡ này là nó, nhân viên cỡ này là nó leo thật chứ không phải leo đùa đâu. Em mới nhờ trợ lý thầy về xử. À đúng rồi, trợ lý của thầy là ai cũng sợ đúng không? Thầy đàn. Bỏ tay là bây giờ em tỉnh trợ lý thầy về. À. Rồi, tiếp theo chúng ta xem thử thanh long đâu rồi, thanh long là mùi. Rồi. Như vậy là rõ ràng ở đây chúng ta nhìn vào quả chúng ta thấy là thể đất bên phải nó phải cao hơn bên trái. Mọi người đổ mọi người vì sao? Nhà này nhìn vào quả sẽ thấy được là bên phải phải cao hơn bên trái. Hời thì là tự tôn xung. Như vậy hời là sẽ có một con đường. Đường nó xung vô nhà. À đúng rồi, vậy là có một đường đâm vô nhà chính xác luôn, sau nhà luôn đúng không? Rồi, bây giờ tiếp theo này. Em nói rằng là cái nhà này sẽ có thời đất bên phải có bên trái bởi vì đơn giản là bạch hổ vườn hơn thanh long. Mọi người sẽ thấy ở đây bạch hổ phải lắm hầu hời không? Hầu hời có phải vườn không? Được có hồi đầu sinh, được ngày sinh có phải vườn không? Còn thanh long ở đây là mùi, mùi thì nó chỉ được tháng. Đúng không ạ? Đó, như vậy là kết hợp hai cái đó chúng ta sẽ thấy rằng là hào bạch hổ đang vườn hơn thanh long. Thì có nghĩa là đối với cái nhà này là bên phải nó đang cao hơn bên trái. Cái tiếp theo là nhà này chúng ta sẽ thấy rằng là có một tử tôn nó đồng, nó xung hầu hai. Đúng không? Xung hầu hai. Rồi, tử tôn đồng mà xung hào hai, điều này nghĩa là sao? Nghĩa là sẽ có một con đường đâm vào nhà. Hào hai là hào nhà, tử tôn là con đường. Yeah. Đúng không? Mà thường là tử tôn cũng phải là đường lớn lắm. Cho nên là nhà này sẽ có một con đường đâm vào nhà. Hoặc là chém vào nhà, bởi vì nó xung vào. Đó, thì bây giờ mọi người sẽ ứng vào thấy phía sau lưng có phải có một cái đường không? Có một đường đâm vào nhà luôn không? À, cho nên con đường đó là không tốt rồi ha. Bên trái thanh long có mùi, mùi thổ là phù mậu, mà lâm ứng cung, có nghĩa là bên trái nhà mình có một cái nhà to hơn, có một cái nhà khác đúng không? Có một cái nhà khác và nhà đó là phải cao hơn nhà mình, bởi vì nhà mình là chỉ nằm ở hầu 1, nhà đó nằm đến hầu 6, có nghĩa là cái nhà đó phải cao hơn nhà mình, đúng không? Rồi chính xác là bên trái có phải có cái biệt thự không? Rồi, nhân viên ở đây toàn lấm thử, lấm bạch hổ rồi đúng không? Mẫu báo chị mẫu giáo. À, nhân viên ở đây đâu có hiền đâu. Mẫu báo chị mẫu giáo. Nói chung là nhân viên ở đây tỉnh cũng không hiền đâu. Ngoài miệng thế thôi. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ thấy cái quầy tỷ ở đây á, nó đang ứng với là người lớn nhất trong cái xưởng này. Đúng không? Tức là nó sẽ ứng với là người chủ chứ không phải là ứng với là con lớn trong nhà, bởi vì tỷ là nó phải là đứng đầu, nó phải là lớn nhất, thì lúc đó là quẻ tỷ này là nếu không phải là ứng với con cả trong nhà thì ứng với ông chủ. Quan kỳ tỷ hỏa mà lâm hầu hai mà lâm câu trần, tức là ở đây là phù mẫu mùi là mồ của tài. Đúng không? Phù mẫu mùi là mồ của tài, phù mẫu mùi là mồ của mộc. Đúng không? Mà trong quẻ này mộc là thế tài. Điều này có nghĩa là gì? Khi mà hai vợ chồng mà làm cái xưởng này là chôn một mồi vốn trong này. Làm cái gara này này. Đúng không? Bởi vì nó là mồ là gì? Mồ là nơi ẩn chứa. Đó, ẩn chứa cái tài. Mà cái tài này là cũng hiện là cái tài trong quẻ, cho nên là gì? Khi mà làm cái gara này này là chôn một mồi vốn trong này. Đúng không? Và có thể đoán thêm được một cái thông tin nữa là đến giờ vẫn chưa gỡ được hết. À, đến giờ chưa, tức là chưa hoàn, chỉ gọi là chưa hoàn vốn. Từ 2019. Mới. Đúng rồi. Năm. Mà tại thời điểm này là chưa gỡ được. Đúng rồi. Tại đến thời điểm này là chưa gỡ được. Mới năm ngoái đúng không? Tháng 11 năm ngoái. Hả? Mọi người dự đoán đi, theo đường và sung mồ thôi. Năm sau. Đúng không? Năm sau là hơi bị ngon nè, một năm. Rồi, ok. Như vậy là sơ bộ về cái quẻ như vậy.
em thầy nhắc lại một số cái thông tin và em xác nhận cho thầy. Đầu tiên là nói về tâm linh. Nhìn vào tâm linh thì ở đây là thầy đoán là nhà này có vong, có bán. Và số lượng là ít nhất là 2, tức là nhiều, tức là ít nhất là 2 trở lên. Và trong đây thầy đoán luôn là có một phụ nữ tuổi nó tương đối cứng tuổi rồi. Còn ngoài ra thì không phải. Không biết là nam hay nữ là... À. Sao em biết? Hai người cho lên đúng. Mà sao em biết? Nhưng mà em biết. Không, nhưng mà lập em chưa? Biết. Em không nhìn thấy. Mà sao anh cảm nhận? Cảm nhận hay là người ta nói? Không, tại vì nhà em cũng có người nhìn thấy. À, nếu như nhìn thấy thì chắc là họ cũng phải nhìn thấy được là đối tượng là ai chứ, đúng không? Nam nữ, rồi cái đó tính chắc. Trợ lý thầy cũng có vay quẻ, cũng nói có. À. Người khác cũng nói có. Rồi. Chúng em biết có nhưng mà... Rồi, nói chung là cái đó là do trong nội bộ gia đình là có người, họ có cái khả năng đó đúng không? Rồi, ok. Ở đây là nhà này có, nhưng mà ngoài ra mọi người lưu ý này, ở đây là tử tôn vương không? Tử tôn vương có nghĩa là chỗ này có phúc thần. Nhưng mà phúc thần này không xung được quan quỷ, bởi vì quan quỷ đang lâm không. Đúng không ạ? Bởi vì tử tôn nó sẽ xung quan quỷ, mà tử tôn đây vượng không? Vượng. Tử tôn đang vượng. Đó, mà tử tôn vượng thì nó phải khống chế được quan quỷ, nhưng mà vì quan quỷ đang lâm không nên tử tôn không xung được quan quỷ. À, thành ra là phúc thần có, nhưng mà bạn nó vẫn nhẫn nhơ. À, nó vẫn nhẫn nhơ đấy chứ không có gì hết. À. Rồi, đó là cái thứ nhất là nhà bạn. Cái thứ hai á, thực chất là lúc nãy thầy nói đó, tai thì là kiếm được nhưng mà cũng đang bị hao. Đúng không? Yeah. À, và nó sẽ dễ dần để dễ có cái tình trạng là tai đang nhì hợp. Thì có hai cái tình huống nó sẽ xảy ra. Một là gì? Mình mắc nợ người khác hoặc là mắc nợ ngân hàng. Hai là người ta sẽ mắc nợ mình. Đó, cái này có không? Có. Đang có luôn đúng không? Này cái hai thì cái nào cũng có. Rồi, ok. Kẹt luôn đó ha. Kẹt. Mà cái đó cũng khó lắm. Đúng, đúng, nhưng mà nó là nhiều hay ít? Nhiều. Đúng không? Đấy, nó nhiều hay ít. Tại vì nhiều. Một đằng đã không đi vay rồi, bên kia lỡ lại nó mới kẹt. Yeah. Không, đúng rồi, nhưng mà làm ăn nó khác ở chỗ là gì, buôn bán nó khác. Vì mình buôn bán hàng, mình bán hàng họ nợ là bình thường, nhưng mà làm gara này á thì đúng thường đúng là họ tới họ trả tiền chứ tự nhiên yeah, gara rồi. mà ai mà tới mà mắc nợ. Tại sao người ta thì cũng quen rồi, để anh chuyển khoản. Mà chuyển chưa tới đúng không? À. Nó đi mấy tháng nó không chuyển. À, không, OTP bị lỗi. Mà OTP bị lỗi. Tại vì lúc đó mình dùng cái chiêu khác chẳng hạn như mình không có nhà, mình trốn nên mình không biết thì đầu tiên thực sự mình khi mình gặp mình phải có những chiêu em hiểu. Yeah. Nói chung là thầy, rồi là cái đó chắc là đề đi câu trần mà thầy. À, thế câu trần nó hiền quá. À, rồi ok. Gặp tài giữ chứ. Rồi, nói chung vậy là biết rồi, nói chung là mình luận quẻ mình thấy đúng là được rồi. Cái thứ hai thì thông tin tiếp theo là cái thế đất là bên trái à, bên phải nó cao hơn bên trái thì cái đó rõ ràng mình thấy rồi đúng không ạ? Là cái nước à, họ đang làm cái nền là chủ yếu là nghiêng qua bên trái để cho thu nước bên trái, thành ra bên trái cộng đồng. Đó, cho nên là mọi người cần phải xem cả thanh long cả bạch hổ để đoán được là cái chỗ tù nước nó nằm ở bên trái nha hay bên phải nha. Ngoài cái chuyện là ngày xưa mình đã học là thanh long với bạch hổ đúng không? Đó, bởi vì ở đây nó lâm hậu dương, hậu dương là bên trái. Đúng không ạ? Rồi. À, tiếp theo nữa là tử tôn nó cũng sẽ là nhân viên đúng không? Lúc này nói tử tôn nhân viên mà đây là nói xung thế, có nghĩa là coi chừng là nhân viên nó đè đầu cười cổ mình. Đúng không ạ? Đó. Như vậy cái này nó rất là hợp với cái phong thủy lúc này. Đúng không ạ? Đó là phong thủy lúc này mình nói tình hình nhân sự có vấn đề và dễ cũng bị đeo cười cổ, bị làm những gì mơ ảo sau lưng mình vân vân. Đó đúng không? Mà mấy nhân viên đây nó ham tài lắm. Nhân viên ở đây rất là ham tài. Rất là suy nghĩ về tiền. À, tức là thích tiền và hay suy nghĩ về tiền. Đó. Kiểu là thích gọi là tham. À, nói từ đó đi, nói chung là tham được lợi ích. Cái này đúng không? Có. Có. À, bởi vì tử tôn mà đồng tài là tử tôn là sinh tài, mà nó đồng tài là nó hay suy nghĩ về tiền. Thế như vậy mọi người sẽ thấy có phải là tỳ nhị hợp với thân không? À, có phải là nhị hợp với huynh đệ không? Tỳ nhị hợp với thân, nhị hợp huynh đệ mà hiện tại thì là lâm không biết không? Như vậy là cái tình huống này nó sẽ xảy ra hai cái. Một là gì? Khi mà làm đấy á là tự nhiên mình có khách hàng là bạn bè. Yeah. Bạn bè khách hàng nó tới. Yeah. Là một tình huống. Tình huống thứ hai á là ngày xưa có hợp tác mà giờ hết hợp tác rồi.
bởi vì hiện giờ là tỷ lâm không, đúng không? Tỷ lâm không thì có nghĩa là không còn nữa, đúng không? Ngày xưa ví dụ bây giờ tỷ về thân, đúng không, là nó đang nhị hợp, thì mà thân ở đây là huynh đệ, có nghĩa là một là khách hàng ở đây là bạn bè tới ủng hộ, bạn bè quen biết tới ủng hộ là có. Cái thứ hai là có thể là mình là hợp tác và đối tượng hợp tác ở đây cũng là ngang vế ngang vai luôn, tức là bạn bè chơi cùng, bạn bè quen biết và hai bên hợp tác với nhau. Và nhưng mà lâm không thì có thể là hiện tại đã giải quyết, tức là đã không còn nữa rồi, tức là không còn hợp tác nữa rồi, đúng không? Đúng không? Thật đầu cái để thầy nó hết vậy đó à. Đúng cả hai, đúng cả hai luôn, đúng không? Rồi ok, đa số là khách hàng là bạn chính bè. Vì thế nó nợ đó chứ chưa còn bình thường. Thứ hai là đâu có tấm lúc đầu cũng là có hợp tác. Ừ, lúc đầu có hợp tác nhưng bây giờ là thôi rồi, đúng không? Rồi ok, nói chung là yên tâm, ở đây là các cái vong ở trong này người ta cũng không có làm gì ảnh hưởng mình quá nhiều đâu, à bởi vì ta nhập mồ rồi cho nên là ba cũng không có làm gì quá nhiều đâu, không có ảnh hưởng gì đâu. Thì em cũng biết là cũng nhiều à, bởi vì có phúc thân còn có những cũng đàng hoàng. Rồi ok, chắc là tình hình vậy đó. Còn chủ nhà thì nhắc lại là chủ nhà mà lâm tại hầu 2 và lâm câu trần thì có nghĩa là gì? Chủ nhà chưa đủ đồ để cho dân chúng nó sợ, đó, chưa đủ đồ bạch hổ để cho à, để cho nhân viên nó sợ. Chủ nhà nói chung là cần phải ấy hơn nữa, đúng không? Phải cứng hơn nữa, à, phải hổ báo hơn nữa thì mới trì nổi nhân viên này. À, yên tâm đi, có tai về mà lo gì à. Rồi ok, trước mắt là như vậy. Bây giờ em cứ phản hồi lại xem những cái gì mà thầy nói đúng hay không, hay là chỗ nào có bị sai không thì những cái thầy nói là đúng hết á, tại vì em thấy là chính xác. À vậy là chính xác hết đúng không? Vậy là vận may đúng không? Luật khỏe vậy là may mắn hay vận hết đúng không? May quá đúng. À may quá đúng. Nói như Phương á, là nhân viên cứ sách đâu gặp đâu là nấu đó. Vậy thì mình cứ cần được ổn định để cho nó. Tức là thầy sẽ chỉ cái chỗ đặt bếp sau. Nếu như mà sau này nhân viên có nấu nướng ở đây thì phải đặt bếp đúng vị trí đó cho thầy. Còn hiện giờ nó có nhu cầu cho nó nấu nướng. À, nó hiện giờ nó chạy quanh thì không có tốt lắm. Thực sự là ngày xưa em không biết và em để chính cung tàn đó nó thông gió nên đặt bếp ở đó thời gian. Dạ. Nó đã tán hết cả. À vậy à. Dạ. Còn cái cửa này thì có tính không ạ? Cửa này chỉ là cái chỗ họ ngồi thôi, không quan trọng đâu. Chỗ khách họ tới họ ngồi chờ thôi gì, đúng không? Không quan trọng đâu. Quan trọng nhất là chỗ của reception, chỗ của kế toán này, là chỗ của em này. Thì phải thầy nghiên cứu thầy, tức là các cái phương án chỉnh sửa như thế nào thầy về sẽ nghiên cứu, rồi thầy sẽ vẽ lại. Rồi thầy sẽ bảo qua chỗ cho Phương. Rồi sẽ em sẽ tiến hành chỉnh sửa. Dạ. Cái cửa này là không được mở luôn, bên kia sao này? Ờ, được mở. Bên này tây bắc, tây bắc thì bên này là đông nam đúng không? Bên này thì không sao. Bên này không sao, còn bên này thì không được mở luôn. Em đóng luôn, tốt nhất em đóng luôn cho thầy. Thực chất ở đây mọi người có sót một cái chỗ ở phong thủy, ở đó là nhà này đông nam thì có phải nước đang ở đông nam? À nhà này tây nam đúng không? Nước có phải đang ở tây nam không? Đang ở linh thân không? Đúng không ạ? À, nước đang ở linh thân đó. Còn cái ở sau mà mình làm rửa xe thì vẫn được. À cái vụ nước đó thầy. Bởi vì giờ có chỉ chỗ cho em nữa em cũng đâu có chuyển được đúng không? Cái máy bơm đó thầy. Máy bơm chỗ nào? Phải có máy bơm được xịt cái vòi rửa xe chứ. Thế nhưng mày bơm đang ở cung này mà, cung này thì được mà. Không, mai mốt máy bơm nằm bên này. Bên này hả? Dạ. Bên này thì không tốt. Khu vực này là đang để toilet đấy đúng không? Đúng rồi, nó nằm ngay toilet. Khu vực này thì không tốt. Thực chất là toilet thì nó chỉ để đây về đây đấy. Đúng không? Đâu còn chỗ nào khác đâu. Đúng rồi. Đúng không? Giống y cái nhà lúc tối học. Đúng không? Giống y cái tính ban này, giống y cái nhà lúc tối học. Đâu có khác gì đâu. Nên toilet nó phải chuyển qua đây hoặc đây. Nhưng mà không chuyển có được. Đấy, được. Không chuyển thì hơi khó, không chuyển thì nhân sự nó vẫn bị vấn đề đấy. Mới nói xong rồi bây giờ thầy nghĩ chiêu cho em mà em không nghĩ thì không thì hỏi không... ý là có cái gì để hóa giải hay là mình bắt buộc phải chuyển hóa giải nó chỉ một phần thôi. Đúng rồi, chỉ chạy à, phải bắt buộc phải chuyển để em biết em sắp xếp bạn biết cái bể phốt nhà này còn bể phốt nhà này
Để phốt là hầm phân á. Hầm phân phân á. Nằm bên đó đó. Cũng nơi nằm ở trên. Cũng ngay vị trí dưới cầu thang. Dưới cầu thang. Cầu thang này á hả? Dạ. À. Xin chào tất cả các bạn. Trước hết xin giới thiệu mình là thầy Tuệ Minh, đến từ Học viện Phong thủy Nam Việt. Mình là một trong những nhà điều hành và sáng lập ra Học viện Phong thủy Nam Việt. Thì hiện tại Học viện Phong thủy Nam Việt là hoạt động trên 3 cái lĩnh vực chính. Lĩnh vực thứ nhất đó là chuyên giảng dạy và đào tạo các bộ môn về phong thủy, về kinh dịch, về mệnh lý như là tử vi tử trụ, nhân tử học hay là kỳ môn đồn giáp vân vân. Lĩnh vực thứ hai đó là chuyên về tư vấn về phong thủy, về mệnh lý cũng như là kinh dịch và chiến lược cho các cá nhân, các tập thể, các công ty và các doanh nghiệp. Và lĩnh vực thứ ba đó là liên kết đào tạo cũng như là mua bán về vật phẩm phong thủy. Thì ngày hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một số cái khóa học đặc biệt mà sắp tới mình sẽ tiến hành khai giảng. Thì sắp tới mình sẽ khai giảng 3 cái khóa, đó là phong thủy cơ bản, khóa kinh dịch và phong thủy nhà cửa, đó là bộ môn phong thủy bát trạch. Thì khóa học này vừa có offline và vừa có online, tức là vừa tổ chức dạy tại lớp tại thành phố Hồ Chí Minh và vừa tổ chức dạy online trên mạng cho tất cả các bạn ở xa không có điều kiện tham gia khóa học được. Trong 3 khóa học này mình sẽ giới thiệu từng cái khóa một. Bởi vì đầu tiên là khóa cơ bản, đây là một khóa hết sức đặc biệt, là bởi vì sao? Bởi vì toàn bộ cái học phí của cái bộ môn khóa học về phong thủy cơ bản này mình sẽ dùng để làm từ thiện. Tức là các bạn tham gia khóa học, cái thứ nhất là các bạn sẽ có những cái kiến thức. Cái thứ hai là các bạn sẽ cùng với mình tham gia cái chương trình từ thiện của Học viện Phong thủy Nam Việt. Thì toàn bộ cái học phí này là mình không sử dụng cho mục đích cá nhân mà mình sẽ dùng để làm từ thiện hết 100% nha các bạn. Có nghĩa là mình sẽ tài trợ hết tất cả các bạn về kiến thức, về chi phí thuê phòng cũng như là chi phí về in ấn tài liệu và phát tài liệu hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Các bạn chỉ việc đóng một mức học phí nó rất là rẻ thôi, và toàn bộ học phí này sẽ được dùng để làm từ thiện. Với cái khóa phong thủy cơ bản này á, thì mức học phí mà mình áp dụng là chỉ có 300.000 thôi các bạn nhé. Đó ạ, 300.000 các bạn sẽ học được một khóa phong thủy cơ bản. Một khóa này thì mình sẽ dạy trong vòng 3 buổi, mỗi buổi là mình sẽ dạy khoảng 2 tiếng rưỡi. Và trong 3 buổi này thì mình sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều kiến thức cực kỳ hữu ích. Mặc dù chúng ta nói với nhau rằng là chỉ là phong thủy cơ bản, nhưng mà thực chất rằng là những cái kiến thức mà trong cái khóa học này nó rất là hữu ích cho các bạn. Kể cả các bạn đã biết về phong thủy rồi, khi các bạn tham gia cái khóa phong thủy cơ bản này vẫn có những kiến thức cực kỳ hữu ích cho các bạn. Chứ không phải rằng là mình nói rằng là lớp phong thủy cơ bản không đơn giản chỉ là những cái kiến thức cơ bản, hay là ví dụ như những kiến thức về ngũ hành hay về cán chi vân vân, nó không đơn giản như thế đâu. Nó sẽ nhiều kiến thức mà cực kỳ hữu ích cho các bạn khi tham gia cái khóa phong thủy cơ bản này. Và đương nhiên với cái học phí này thì nó rất là mình phải nói rằng là rất là bình dân, có thể tất cả mọi người đều có thể tham gia cái khóa học này được. Và như mình đã nói, điều đặc biệt của cái khóa học này đó là toàn bộ cái mức học phí của khóa học này mình sẽ dùng để làm từ thiện. Thì mình sẽ làm vào mục đích từ thiện nào và chia làm các đợt như thế nào thì mình sẽ có công khai trên Facebook cá nhân của mình. Thì những ai mà đã từng kết bạn Facebook cá nhân của mình lâu nay thì các bạn đều biết về các cái chương trình mà mình có làm từ thiện. Thì Facebook cá nhân thì hiện tại của mình là nhiều bạn cũng chưa biết ha. Facebook cá nhân của mình đó là Nguyễn Mạnh Cường mở ngoặc Tuệ Minh Hiền Sĩ. Thì các bạn có thể tìm trên Facebook để mà tìm thấy cái Facebook cá nhân của mình. Hoặc là các bạn xem kênh YouTube thì các bạn đọc ở phần mô tả, phía dưới mô tả sẽ có cái đường link của Facebook của mình, thì các bạn có thể kích vào đó để mà kết bạn với Facebook của mình. Rồi. Đây là nội dung của khóa học phong thủy cơ bản. Mình nhắc lại là dù mình nói rằng là phong thủy cơ bản nhưng mà kiến thức của nó rất là nhiều kiến thức hữu ích cho kể cả những bạn mà chúng ta đã biết về phong thủy, các bạn cũng có thể tham gia khóa học này để chúng ta có cái nhìn mới về phong thủy cũng như là có những bổ sung hay là thêm những cái kiến thức mà mình cho rằng là nó sẽ hữu ích cho tất cả các bạn. Và mình cũng nhắc lại luôn là cái mức học phí của cái khóa học này mình cũng chỉ thu 300.000 thôi. Một cái mức học phí nó rất là bình dân để cho tất cả mọi người có thể tiếp cận được cái bộ môn phong thủy này một cách đơn giản. Và toàn bộ học phí này mình sẽ nói luôn là mình đi làm từ thiện. Dự kiến cái lịch khai giảng của cái khóa phong thủy cải vận này đó là ngày 23, 25, 27 tháng 11 năm 2020. Đúng không? Địa điểm học
là tại 79 Nguyễn Đình Chiểu. Phường 6 quận 3. Phòng 403. Đó. Đây là địa điểm học tại thành phố Hồ Chí Minh. Đương nhiên những ai mà các bạn học online thì các bạn ở nhà sẽ có cái đường link để các bạn học online. Thời gian học của mình là từ 18 giờ cho đến 21 giờ trong vòng 3 ngày này. Đó, cho nên các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn nên đến học trực tiếp. Để mà đăng ký cái khóa học này thì các bạn chỉ cần đơn giản là các bạn liên lạc qua số điện thoại 0973065391. Đây là số điện thoại của mình lâu nay rồi. Để các bạn có thể đặt cái khóa học này, hoặc là các bạn có thể là liên kết trên Facebook hoặc liên hệ qua Facebook cá nhân của mình là Nguyễn Mạnh Cường đó, thì để các bạn có thể đăng ký cái khóa học này. Đương nhiên khóa học này thì mình chỉ áp dụng cho 100 người thôi. Đúng không? Mình chỉ áp dụng cho 100 bạn, kể cả học offline và online thôi. Cho nên là các bạn đăng ký thì các bạn cố gắng đăng ký sớm. Bởi vì kinh nghiệm của mình thì khóa học của mình là thường nó khá là đông. Đặc biệt là cái khóa học này là khá đông. Vì vậy 100 bạn thì thực chất là mình chỉ trong vòng mấy ngày thôi là giữ sức 100 bạn đăng ký. Vì vậy các bạn cố gắng các bạn đăng ký sớm. Rồi cái khóa học thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây là khóa học về kinh dịch. Đó. Khóa học về kinh dịch thì mình sẽ khai giảng vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. Địa điểm học là 146T Nguyễn Văn Thủ. Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Đó. Đây là bộ môn kinh dịch. Thì nói chung kinh dịch thì chắc mình cũng không cần giới thiệu gì nhiều, bởi vì các bạn vào xem cái kênh YouTube của mình thì cũng đã xem nhiều cái video về cái bộ môn kinh dịch này rồi, cho nên mình cũng không giới thiệu gì nhiều về cái bộ môn này. Các bạn muốn tìm hiểu về bộ môn này nó như thế nào thì các bạn có thể vào cái danh sách phát, đó là học kinh dịch của mình, thì sẽ xem cả cái video về cái bộ môn kinh dịch của mình để hiểu kinh dịch là như thế nào. Thì về cái bộ môn kinh dịch này thì mức học phí của mình đang áp dụng đối với học trực tiếp tại lớp, tức là học tại địa điểm này, các bạn tới tại địa điểm này các bạn học trực tiếp tại lớp, thì mức học phí là 2,5 triệu một khóa. Còn đối với các bạn học online, các bạn ở xa, các bạn không có điều kiện để tham gia trực tiếp tại lớp đây, các bạn học qua mạng, qua online, thì cái mức học phí sẽ là 2 triệu một khóa. Đó. Và thời gian học thì cũng là 18 giờ 30 đến 21 giờ 30. Đó. Và khai giảng vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. Thì các bạn lưu ý rằng là đối với các bạn mà học online á, xưa nay á, là các bạn có thể học bất kỳ thời gian nào các bạn muốn. Tức là gì? Mình sẽ không bị khống chế thời gian. Tức là đến cái buổi học đó mình sẽ phát video trực tiếp trên cái lớp học của mình, rồi các bạn có thu xếp được thời gian thì các bạn có thể vào cái giờ đó các bạn lên các bạn học cùng với lớp. Còn nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn có thể để đó các bạn xem sau cũng được. Và bất cứ thắc mắc gì, có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn đều có thể là hỏi, đặt câu hỏi cho mình qua Facebook hoặc qua Zalo hoặc qua điện thoại vân vân, thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Có một điều mà mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó là đối với cái khóa học về kinh dịch của mình nhá, có một điều mà chưa có một thầy nào hay chưa có một nơi nào mình thấy là làm được như mình, đó là mình sẽ có một cái group riêng để làm bài tập. Tức là sẽ có một group riêng để cho bài giảng rồi, hoặc là cả cái bài tập ở lớp rồi, thì mình sẽ dành một cái group riêng để làm bài tập thêm. Tức là bài tập này là giống như bài tập mà mình ra thêm để các bạn luyện tập thêm. Đây là một cái group riêng. Thì trong bài tập này mình cũng sẽ chia làm nhiều cái chủ đề, đúng không? Như bài tập thêm này mình chia chủ đề, ví dụ chủ đề về cầu tài, chủ đề về công danh sự nghiệp, chủ đề về con cái, chủ đề về tiền bạc, chủ đề về bệnh tật, chủ đề về tình cảm hôn nhân, chủ đề về tìm người tìm vật thất lạc vân vân. Thì tất cả đều có những cái chủ đề này, và trong chủ đề này mình sẽ đưa ra các cái bài tập để cho các bạn tập luyện tập cách giải, các bạn tự giải, và mình sẽ đi sửa cho các bạn từng bước một. Ví dụ như một cái quẻ như vậy nó sẽ giải từng bước như thế nào, thì các bạn giải theo các cái bước đó và mình sẽ vào mình sửa cho các bạn. Ví dụ bước nào mà bị có vấn đề thì mình sẽ chỉ luôn các bạn là bước đó có vấn đề, bạn cần phải xem lại và sửa như thế nào.
À, đó thì tất cả những cái này đây có thể nói là một trong những cái điều đặc biệt của cái khóa học kinh dịch của mình, bởi vì hiện tại trên thị trường thì mình thấy không có thầy nào làm được cái chuyện này, không có thầy nào ra được một cái bài tập theo dạng gọi là bài bản cũng như là chia làm từng cái chủ đề và hướng dẫn cách dạy tỉ mỉ một quẻ là từ bước một cho đến cả cái bước hoàn thiện nó như thế nào. Thì đây là một điều đặc biệt, và chính nhờ điều này nó sẽ góp phần làm cho những cái học viên của mình nhá, phát triển và tiến bộ rất là nhanh so với học những cái chỗ khác, cũng như so với đọc tài liệu hay là so với từ việc là học xong rồi từ bơi, từ biên, từ diễn, thì nó sẽ không hiệu quả bằng là có bài tập theo chủ đề và có được người hướng dẫn cụ thể từng bước một để các bạn thu nhận được những kiến thức và các bạn tiếp nhận được nó. Rồi, ngoài ra ngoài cái group bài tập thêm thì mình sẽ có cái group thực chiến riêng. Group thực chiến, tức là group thực chiến này là cái group mà sẽ có những quẻ thực tế của tất cả những bạn hữu duyên, người ta lên group này để người ta hỏi thì các bạn có thể vào đó các bạn giải trực tiếp và các bạn nghiêm thực tế với những người hỏi luôn. Đây là một cái group mà mình và các cái học viên của mình, học viên cũ của mình nhá, thành lập lên, và các bạn có thể vào đó để các bạn tập luận quẻ dưới sự hướng dẫn của chỉ bảo thêm của những cái học viên cũ của mình. Cho nên các bạn có thể yên tâm, sẽ có những người mà họ sẽ dìu dắt các bạn và chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm. Một điều đặc biệt hơn nữa, đó là khi mà các bạn đăng ký cái bộ môn kinh dịch này thì các bạn lại được tặng cái khóa học phong thủy cơ bản. Có nghĩa là đúng ra là các bạn phải đóng học phí cơ bản, rồi phải đóng học phí kinh dịch nữa để học kinh dịch. Thì bây giờ nếu như các bạn đóng được bộ học phí kinh dịch thôi thì các bạn được tặng luôn cái khóa phong thủy cơ bản này. Tức là các bạn sẽ không cần đóng cái 300 ngàn này. Các bạn được tặng luôn cái bộ môn phong thủy cơ bản, hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Tương tự cái khóa học thứ ba mà mình cũng muốn giới thiệu với các bạn, đó là khóa học về phong thủy nhà cửa, phong thủy bát trạch. Đó, phong thủy nhà cửa, phong thủy bát trạch. Thì đương nhiên rằng cái phong thủy bát trạch này là một trong những cái bộ môn phong thủy mà nó phổ biến rất là lớn tại Việt Nam của mình từ xưa đến giờ. Tuy nhiên có một cái điều thực tế như thế này, hiện nay nhiều cái thầy hoặc là nhiều bạn học các cái bộ môn phong thủy khác, ví dụ huyền không phi tinh, huyền không đại quái, hay liên thành phái, hay vân vân, hay tam hợp vân vân, thì các bạn quay lại các bạn nói là bộ môn phong thủy bát trạch không có ứng nghiệm. Thì cái này mình cũng khẳng định luôn, bộ môn bát trạch vẫn rất là ứng nghiệm. Nếu như những ai mà đã từng tham gia các cái khóa học về phong thủy bát trạch của mình, hoặc là thậm chí tham gia cái video thực tế của mình, có một số nhà mình chỉ dùng đơn thuần là kiến thức của phong thủy bát trạch, mình vẫn luận đoán cái bệnh của căn nhà đó hoàn toàn chính xác 100%. Đó, các bạn có thể theo dõi ở những cái video mà đi làm phong thủy thực tế của mình. Đó, cho nên là phong thủy bát trạch thực tế nó rất là ứng nghiệm. Quan trọng ở chỗ là mình biết nó đến đâu và mình sử dụng nó đến đâu, chứ không phải là bản thân bộ môn đó không có ứng nghiệm như nhiều người nhầm tưởng. Và mình cũng khẳng định luôn là bộ môn bát trạch của mình nó cũng sẽ có những cái điều nó khác biệt so với trên thị trường. Lâu nay các bạn học bát trạch, các bạn thường đơn giản là chỉ nhớ nói đến là đông tử mệnh, tây tử mệnh, ở nhà đông tử trạch, tây tử trạch. Cũng như là các bạn chỉ dừng ở cái mức độ là lấy tòa nhà đi phối các cung, rồi các bạn xem thử cung nào tốt, cung nào xấu, rồi theo quan niệm của các bạn thì là bếp thì phải tòa hung hướng cát. Đa phần bộ môn bát trạch của Việt Nam mình là hiện tại đều áp dụng theo những cái đó, thì mình cũng khẳng định luôn là những cái kiến thức đó là các bạn sử dụng thì nó không ứng nghiệm là đúng rồi, bởi vì kiến thức đó là không có đúng. Mà bát trạch nó sẽ có những cái ẩn chứa sâu xa trong đó hơn rất là nhiều, mà đa phần mọi người sẽ không nắm được nó, không biết đến nó. Chính vì vậy mà đa phần chúng ta áp dụng cái bộ môn bát trạch nó không ứng nghiệm là vì vậy, bởi vì chúng ta sử dụng sai mà, chúng ta hiểu sai về nó, sử dụng sai thì làm sao mà chúng ta có thể là ứng nghiệm được, đúng không ạ? Tương tự như vậy, không chỉ môn bát trạch đâu, các môn khác của mình cũng vậy, như là huyền không phi tinh, hay huyền không đại quái, hay liên thành phái, hay thậm chí là tam hợp vân vân, thì những cái bộ môn phong thủy của mình mặc dù nó cũng có những cái tên đó, nhưng mà khi mà các bạn vào học, các bạn sẽ thấy kiến thức của mình nó rất là khác, có nhiều điểm khác biệt so với kiến thức ở ngoài. Và trong khóa học mình chứng minh được luôn những cái luận điểm đó của mình là nó chính xác, chứ không phải là mình chỉ nói một cách theo lý thuyết, mà mình chứng minh bằng thực tế luôn. Mình đưa ví dụ những căn nhà thực tế mà mình đi làm, hoặc là luôn ví dụ những cái căn nhà thực tế của học viên trong lớp học luôn, để chứng minh tại chỗ và khẳng định cho mọi người, cho mọi người thấy được luôn là những cái kiến thức nào là nó mang tính chất đúng đắn. Bởi vì phong thủy của mình là nó gắn với thực tế rất là nhiều,
các bạn đã tham gia các cái khóa học của mình thì các bạn sẽ thấy kể cả quẻ dịch, kinh dịch hay là các bộ môn phong thủy đều như vậy hết. Mình sẽ đưa thực tế vào rất là nhiều, các cái thực tế mà mình đã được kiểm nghiệm, đã đi làm phong thủy, cũng như ngay thực tế các cái công trình, các cái nhà ở của chính các học viên trong lớp học, để cho các bạn thấy được phong thủy nó ứng nghiệm thực sự là như thế nào. Không chỉ là bộ môn bát trạch mà kể cả những cái bộ môn khác của mình như là huyền không phi tinh, huyền không đại quái, liên thành phái hay là tam hợp hay là tất cả những cái bộ môn khác mà mình giảng dạy. Đúng không? Phong thủy của mình nó khác với phong thủy của người khác ở chỗ đó là mang tính thực tế và tính kiểm nghiệm rất là cao. Nói tức là tính thực chiến rất là cao, tức là vào nhà đó như thế đó là sẽ đi như vậy, không thể chạy đi đâu được hết. Đó là tính thực chiến mình đúc rút ra trong quá trình làm nghề, trong quá trình giảng dạy, cũng như là đúc rút ra dựa trên cái chắt lọc nhiều cái nguồn kiến thức khác nhau. Bởi vì để đứng được lớp dạy thì chắc các bạn cũng biết rồi, một người thầy nó thường phải đi học và trau dồi rất là nhiều. Chứ không chỉ là một hai trường phái là xong, mà thậm chí một trường phái như vậy phải trau dồi rất là nhiều, nhiều tài liệu, nhiều thầy, cũng như là nhiều cái nguồn khác nhau, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu đúc rút ra và chắt lọc ra. Cũng như quan trọng nữa đó là phải có tính thực chiến, tức là mình phải đuổi đi làm nghề, đi làm nhà cho người ta đủ để rút ra được những cái nghiệm chứng, những cái thực tế như vậy là nó đúng hay là nó sai. Vì vậy các bạn học một ông thầy phong thủy cần phải có thực tế, là vì vậy ông thầy đó phải đi làm phong thủy thì lúc đó mới đúc rút ra. Còn nếu như mà ông thầy phong thủy mà chỉ dạy lý thuyết không, thao thao bất tuyệt thì điều đó nó sẽ không thuyết phục nha các bạn. Đó, ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn ba cái khóa học đó thôi. Đối với khóa học phong thủy bát trạch thì mình cũng nói luôn, đó là khai giảng là vào ngày 3 tháng 12 năm 2020. Địa điểm học thì cũng giống như môn kinh dịch, đó là 146 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Học phí môn bát trạch cũng giống như môn kinh dịch, tức là khi các bạn học tại lớp ngay tại địa điểm này thì học phí là 2,5 triệu một khóa. Còn mà khi các bạn học online, học qua mạng online, các bạn ở xa các bạn học online thì học phí mình thu là 2,1 triệu một khóa. Và đối với cái khóa phong thủy bát trạch này mình cũng áp dụng tương tự giống như bộ môn kinh dịch, tức là có nghĩa là ai đăng ký bộ môn phong thủy bát trạch thì các bạn cũng sẽ được tặng cái khóa phong thủy cơ bản này. Ngày xưa khóa phong thủy cơ bản này mình cũng thu mức học phí là 2 triệu nha các bạn. Trước đó là mình học phí dù là khóa cơ bản mình vẫn thu 2 triệu đồng một khóa, cho mình không thu thấp hơn đâu. Nhưng mà sau này thì mình muốn rằng là cái bộ môn phong thủy nó được tiếp cận đến nhiều người hơn, cho nên riêng cái bộ môn cho nên là đối với cái bộ môn phong thủy cơ bản này thì mình áp dụng cái mức học phí nó sẽ rất là bình dân, để cho mọi người cũng có thể tiếp cận được với cái bộ môn phong thủy. Rồi, như vậy mình vừa giới thiệu với các bạn xong ba cái khóa học mà sắp tới đây mình sẽ khai giảng. Đương nhiên mình khai giảng thường xuyên, không chỉ có ba cái môn học này đâu, mà mình thường xuyên khai giảng các cái bộ môn, ví dụ như kỳ môn, ví dụ như là tử trù, ví dụ như là về các cái bộ môn về luận số điện thoại, chọn số điện thoại, xem ngày, vân vân. Thì mình cũng thường xuyên tổ chức các cái lớp đó, và mình sẽ đăng bài lên Facebook, cho nên là để cho thuận tiện thì các bạn có thể tham khảo bên cái Facebook của mình, theo dõi hoặc là kết bạn với Facebook của Nguyễn Mạnh Cường, Tuệ Minh Hiền Sĩ, để các bạn có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất về các khóa học. Còn thỉnh thoảng lâu lâu mình mới giới thiệu một khóa học trên YouTube thôi. Thông thường thì mình sẽ đăng lên Facebook cá nhân của mình là nhiều hơn. Vì vậy các bạn cố gắng các bạn theo dõi Facebook cá nhân của mình. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các cái khóa học tiếp theo của mình.